Chào mừng quý vị và bạn đã quay trở lại với LCK Holic, một chương trình điểm lại những diễn biến đã qua trong một tuần thi đấu của LCK. Và đây là số Holic đầu tiên của mùa hè 2022 với khách mời rất quen thuộc, biên tập viên Văn Tùng. Vâng, xin được kính chào những khán giả thân mến của LCK tiếng Việt, tôi là Văn Tùng và rất vui khi được đồng hành các bạn trong số đầu tiên của LCK Holic của LCK mùa hè 2022. Một tuần mà có lẽ chúng ta sẽ có nhiều thứ phải nói, đúng không Hoàng Sama? Hoàn toàn đồng ý, khi mà chúng ta có một cái tuần thi đấu khởi đầu có khá là nhiều những cái diễn biến hấp dẫn. Và không lan man dài dòng nữa, chúng ta hãy cùng đến ngay lập tức với tấm hình đầu tiên trong ngày hôm nay với meta của giải đấu LCK. Một meta mà nó chúng ta hãy đùa vui với nhau là thi thoảng nó cũng diễn ra theo một cái chiều hướng nó hơi tiêu cực một chút. Thì không biết là Văn Tùng thấy như thế nào với những cái sự thay đổi ở phiên bản 12.10, đặc biệt là cái việc mà bạn được nhận thêm những lượng giáp, những lượng chống chịu ở trong giai đoạn đầu, và nó khiến cho những cái trận đấu của LCK diễn ra rất là chậm và thường xuyên là tới khoảng 15 cho tới 20 phút đầu tiên thì chúng ta mới có được chiến thắng nào. Vâng, đây là một điều mà có lẽ sẽ được dự đoán từ trước khi mà Riot Games quyết định đưa meta chống chịu trở lại. Sẽ có nhiều hơn những khả năng chống chịu đầu trận, dẫn đến việc là tìm kiếm mà cũng quá khó. Duo kill đường dưới cũng khó, solo kill đường trên cũng khó, đường giữa cũng tương tự là như vậy. Và việc các đội không tìm kiếm được nhiều mạng hàng cục đầu trận, nó dẫn lên lợi thế đi đường thì nó chỉ đến từ việc hơn chỉ số lính hay là giáp trụ mà thôi. Và điều đó nó sẽ khiến cho cái chênh lệch nó không đủ lớn để các đội có thể snowball, và nó sẽ dẫn đến những ván đấu kéo rất là dài, phụ thuộc vào teamfight, và sẽ có những kịch bản diễn ra là một trận đấu chỉ có một pha teamfight sau đó kết thúc ván đấu luôn. Thì đây là một điều mà đã được dự đoán từ trước rồi, và điều đó cũng phản ánh thông qua cái thời gian kết thúc trung bình ván đấu của cái tuần thi đấu đầu tiên tại LCK thì nó là khoảng chừng 36 phút. Trong khi đó những diễn biến ở tại mùa xuân thì trung bình nó chỉ tầm 34 phút mà thôi. Và 36 phút ở tại tuần thi đấu đầu tiên đã được kéo ngắn xuống so với cá nhân tôi nghĩ là trung bình nó khoảng từ 38 phút cơ. Bởi vì những trận đấu ở cuối tuần thì nó có phải diễn ra nhanh hơn một chút nhưng mà nó vẫn rất là lâu. Chúng ta có một cái lịch sử của giải đấu là đặc biệt là ở LCK thì ở cái quãng thời gian trước năm 2019 thì các đội LCK thường xuyên là lựa chọn một lối chơi an toàn, bị động ở trong giai đoạn đầu và không muốn là người chủ động có được những cái tình huống áp đặt trận đấu. Thì sau một cái quãng thời gian như vậy thì đến năm 2020 rồi năm 2021 và hiện tại là năm 2022, chúng ta có những cái đội tuyển mà đã thay đổi cái màu sắc thi đấu của LCK rất là nhiều. Damwon Kia 2020, 2021 họ là một cái đội tuyển mà rất là thích đánh sớm, rất là thích muốn áp đặt trận đấu ở ngay trong khoảng thời gian ban đầu. Và trong khi đó thì T1 năm 2022 mùa xuân thì họ lên ngôi với 20 trận thắng liên tiếp cũng nhờ vào cái lối chơi áp đặt và 15 phút ban đầu cực kỳ là triệt đẻ của họ. Thì có vẻ như là Riot Games đang muốn cho LCK quay trở lại với cái guồng cũ thì phải. Nhưng ngoài những cái đội tuyển mà chiều theo meta, muốn đánh theo meta thì cũng có những cái đội tuyển anti meta. Chúng ta điển hình như hai cái cá nhân cũng như hai cái đội tuyển mà không muốn chiều theo meta ở thời điểm hiện tại, đó là T1 cũng như các thành viên bên phía Lissabok. Lissabok là một đội mà cũng muốn đánh sớm và họ là một đội đặc biệt là trong cái trận thắng 2-0 trước KDF thì họ là đội rất thích áp đặt thế trận ở trong giai đoạn đầu với khả năng tấn công rừng của Croco. Thì không biết Văn Tùng thấy như thế nào với những cái đội mà cảm nhận là họ đang không muốn chiều theo ý của meta như ở thời điểm hiện tại. Tôi nghĩ rằng họ có lối chơi riêng của mình và họ muốn chơi như vậy. Họ muốn có những cái lối chơi mà dùng kỹ năng cá nhân để có thể tạo nên sự khác biệt lớn nhất, và sau đó thì dùng cái chênh lệch dọa đi đường tạo dựng được để có thể kết thúc ván đấu sớm. Nhưng mà chắc chắn là việc đánh anti meta cũng sẽ có những cái khó khăn. Đối với T1 thì là một đội tuyển thích đánh sớm, nhưng mà các bạn thấy là kể cả hai cặp trận họ diễn ra ở tại tuần thi đấu đầu tiên cũng là những cặp trận mà họ đánh có những ván đấu rất dài hơi, thậm chí có những ván đấu hơn 40 phút là chuyện hết sức bình thường. Tức là kể cả muốn đánh sớm thì cũng không dễ để có thể kết thúc ván đấu sau khi dọn đường kết thúc. Và đội mà có thể tạo ra cái sự khác biệt dọn đường lớn nhất mà mình thấy trong tuần thi đấu đầu tiên là Gen.G. Tức là họ cũng lựa chọn những con bài mặc dù là đánh late game thôi, nhưng mà vì kỹ năng đi đường họ quá cao nên là họ có thể tạo nên một sự khác biệt rất là lớn ở khâu đi đường và dùng những lợi thế đi đường đó để kết thúc ván đấu sớm. Còn những đội như T1 thì tuần thi đấu đầu tiên là một tuần thi đấu mà họ cũng gặp rất nhiều chật vật khi đánh với Nongshim Red Force cũng như KT Roster để có thể có được hai điểm đó, và hai điểm đó đều là hai điểm mà có những ván đấu kéo tới 40 phút. Tức là mặc dù muốn đánh sớm thì muốn thế thôi, chứ còn việc có kết thúc ván đấu sớm hay không thì nó vẫn phụ thuộc quá nhiều vào meta hiện tại. Nó còn phụ thuộc vào cái khả năng snowball đấy từ các đội sở hữu cái lối đánh sớm đó nó có hiệu quả hay không nữa. Đồng ý ý kiến của Văn Tùng với cái sự vụ hiện tại của LCK, và hy vọng rằng là với những cái sự trực quan đến từ cái meta đang hơi nhàm chán một chút, đặc biệt là trong cái kéo đầu giữa Fred Bjorn và Damwon Kia, không đó tôi Tùng Cát,
thì đúng là 35 phút để anh em nói chuyện với nhau, phải nói là trên trời dưới biển thì mới có được chiến công đầu. Thực sự là rất vất vả, không chỉ là cho caster chúng tôi mà còn cho các quý bạn cảm giác là nó trận đấu nó rất là dài và nó rất là lê thê với những cái diễn biến như vậy. Thì hy vọng rằng Riot Games sẽ có những cái thay đổi để khiến cho những cái trận đấu ở những cái phiên bản sau nó trở nên hấp dẫn hơn. Và đó là tấm hình đầu tiên trong ngày hôm nay với meta của LCK 12.10. Còn chúng ta hãy đến ngay lập tức với một đội mà Tùng vừa nói, Gen Z Esports ở tuần thi đấu đầu tiên là đội trong top 3, đó là T1, Damwon Kia và Gen Z Esports. Thì Gen Z là đội có được cho mình những cái chiến thắng nó nhẹ nhàng nhất, 2 trận thắng 2-0, và cùng theo một kịch bản là họ áp đảo đối phương từ khâu đi đường. À không, có một cái trận với KT Roster là họ còn có cảm giác là gặp một chút vấn đề ở giai đoạn early game, chứ còn kèo đối đầu sau thì họ áp đảo đối phương ngay từ trong giai đoạn đi đường với một cái khả năng snowball, cũng như là đặc biệt là con Corki trong tay của trong tay của Chovy là một trong những cái điểm nhấn, và thêm những con bài late game nữa dạng như kiểu là Azir cũng là một trong những cái tiền đề để giúp cho bên phía của Gen Z Esports có được cho mình ưu thế ở trong giai đoạn landing. Thì đây là một Gen Z Esports rất khác, phải không Tùng? Tôi nghĩ rằng đây là một meta rất hợp lý dành cho phía Gen Z. Họ là một đội thực ra rất thích đánh về late game. Họ rất thích đánh một lối chơi chậm chắc ở trong khoảng gian ban đầu và dùng những lợi thế đi đường để có thể giúp cho Phoenix kiểm soát các mục tiêu lớn. Đây chính là lối chơi mà họ đã vận hành nó rất thành công ở tại mùa xuân. Đến với mùa hè thì với meta chống chịu được đẩy lên cao thì có vẻ như điều đó đang càng diễn ra. Chúng ta không quá lạ khi mà thấy Chovy farm vừa thời gian tại khu vực giữa, vì căn bản là những vị tướng áp lực đi đường nó đã không còn nữa rồi. Thì khi anh ta pick Azir, khi anh ta pick Corki vào, không ai cản được anh ta farm cả. Không có một vị tướng nào khu đường giữa đảm bảo được đủ cái áp lực để ngăn cản Corki farm. Và khi Chovy farm lúc nào anh ta cũng farm vượt thời gian 20, 30, 40 chỉ số lính ở khoảng chừng 20 phút. Thì những vị tướng như Azir hay Corki trong tay của Chovy nó vẫn trở thành những cái vị tướng xanh quá sớm so với mặt bằng chung của ván đấu. Và rõ ràng khả năng carry của Chovy đã thể hiện rất là tốt trong cái tuần thi đấu đầu tiên của LCK. Bản thân anh ta ngay từ ngày thi đấu mở màn đã có được double MVP. Rồi hiện tại cây đây của anh ta thì vẫn chưa có bất kỳ một lần nào nằm xuống sau 4 ván đấu cả. Thực sự là một cái trải nghiệm tương đối là ấn tượng đến từ Chovy ở trong cái tuần thi đấu đầu tiên vừa rồi. Chúng ta hãy nói một chút về Chovy ở mùa xuân. Thì thực ra là khi mà lắp ráp cái đội hình bên phía của Gen Z Esports thì ai cũng nói rằng thì Gen Z Esports như hổ mọc thêm cánh khi mà Ruler có được thêm một người đồng nghiệp nữa, đó là Chovy, một chúng ta hay gọi vui nhau là sống lưng vàng đến từ LCK. Và quả thực là Chovy ở trong giải mùa xuân thì anh ta cũng trợ giúp Ruler rất là nhiều trong việc gánh team, nhưng chỉ đơn thuần là trong những cái trận đấu giai đoạn vòng bảng và phần nào đó là cái kèo playoff build năm, đặc biệt là ván đấu thứ năm với Damwon Kia mà thôi. Chứ còn vào trận chung kết thì có cảm giác Chovy anh ta vẫn bị một cái dớp và vẫn rất là mờ nhạt ở trong những cái cuộc chiến nó căng thẳng và cần bản lĩnh cũng như là cần cái tiếng nói của anh ta như vậy. Thì hy vọng rằng là sang đến meta mùa hè, khi mà meta đang rất là ủng hộ Chovy, một meta late game mà đúng là farm đến chết, thì đây có thể sẽ là một Gen Z Esports rất khác và một Chovy rất khác để giúp cho Gen Z Esports gặt hái được danh hiệu. Vâng, hoàn toàn đồng ý. Tôi nghĩ rằng với meta hiện tại thì khu đường trên Dora cũng đỡ áp lực đi một chút. Với những kèo đấu đấu sĩ khu đường trên tại mùa xuân thì anh ta có vẻ tỏ ra hơi lép vế một chút so với các đường trên khác. Nhưng đến với mùa hè khi mà meta chống chịu trở lại thì có thể bản thân anh ta sẽ có được những kèo đấu thủ hòa tốt hơn khu đường trên và tránh việc trở thành những gánh nặng cho đồng đội khi mà không thể nào đánh carry đọ lợ lại các cái top lane khác tại LCK. Thêm một yếu tố nữa, chúng ta hãy nói một chút về con Corki đi. Đây vẫn là một cái con bài rất là mạnh ở meta 12.10 khi mà meta chống chịu quay trở lại, và trong thời gian ban đầu thì cái áp lực đi đường như Tùng nói nó không còn được xảy ra nữa, thì Corki thực sự là một con bài quá mạnh. Để cho Corki farm đến khoảng 3 đồ ở phút thứ 26-27 thực sự là một cái cơn ác mộng dành cho những cái đối thủ phải đối mặt với con bài này. Khả năng cầu bóng tầm xa cũng như là khả năng poke đến từ Corki và cái đội hình xoay quanh Corki nó cũng rất là muôn hình vạn trạng. Chúng ta không còn thấy được những cái đội hình mà nó quá thiên nhiều về khả năng poke nữa. Corki giờ đây lắp vào những cái đội hình mà có những dàn đấu sĩ ở trước thì anh ta vẫn có thể, con bài này vẫn có thể tạo ra được một sức ép kinh hoàng với vẫn là những cái tình huống cầu máu đơn thuần cùng những cái lợi trang bị sát thương phép thuật mà thôi. Đây vẫn là một con bài thực sự là chúng ta phải gọi vui nhau là rất rác ở phiên bản 12.10 này. Với việc meta chống chịu lên ngôi thì Corki mặt nạ thống khổ cùng với trượng hư vô sớm đang là một cái lựa chọn khá ổn dành cho các đội tuyển tại khu vực LCK khi mà họ có lối chơi chậm đến như vậy. Chẳng có áp lực nào cho Corki cả. Tôi thấy bất kỳ một người chơi nào tại LCK thời điểm hiện tại họ pick vào thì Corki của họ đều có thể farm bằng cho đến vượt thời gian và cứ từ từ tăng tiến sức mạnh.
kể cả là tranh tầm 2.000 tiền, 3.000 tiền đến tầm giữa trận mà Koki thể hiện khả năng cấu rìa tốt thì vẫn có thể có những cơ sở cho các đội tuyển sử dụng Koki lật kèo. Và vì meta chỉ đánh cho các mục tiêu lớn, thế nên là cái nội tại cái gói hàng của Koki nó phát huy tác dụng rất là triệt để. Bạn cứ cầm gói hàng ra giao tranh tại mục tiêu lớn về giữa hồ cơ ban đầu và cùng với khả năng cấu rìa tốt thì cảm giác như là một lựa chọn mà không thể bị khắc chế tại thời điểm hiện tại. Chỉ là người dùng Koki có đủ xuất sắc để mà gánh đam cho đồng đội hay không mà thôi. Giống như kiểu Koki của BDD thì hơi khó một chút để mà có thể carry. Đồng ý. Chiêu thì cứ hút như vậy thì rõ ràng là hơi khó để Koki có thể tạo ra được đột biến. Nhưng mà một khi mà chiêu đã trúng rồi thì nó làm cái lượng sát thương rất là lớn được con bài phi công này tạo ra ở trong những cái tình huống giao tranh, trước thêm giao tranh và cái tên lửa định hướng rất khó chịu của con bài này. Đó là Chovy, đó là Koki cũng như là đó là Gen.G Esports ở phiên bản 12.10 và vẫn là một tập thể được đánh giá là một ứng viên cho ngôi vô địch. Chúng ta hãy nói về một ứng viên khác cho ngôi vô địch, đó là đá môn kia. Thì DK ở mùa này là một DK rất khác với tấm hình thứ ba. Một tấm hình mà nó cũng phần nào đó có sự liên tưởng đến từ đội ngũ của làm kịch bản của LCK tiếng Việt, khi mà chúng ta biết rằng là Jose Mourinho ở bóng đá thì là một trong những bậc thầy của phòng ngự phản công. Thì Đá Muôn Kia hiện tại cũng đang là một trong những đội tuyển được đánh giá là có một cái khả năng phòng ngự chặt và phản công thì cực kỳ là sắc bén. Thì không biết Văn Tùng cảm thấy như thế nào với cái lối chơi hiện tại của DK? Tôi nghĩ rằng meta hiện tại là một meta rất phù hợp với huấn luyện viên Danny. Anh ta là một người chơi chuyên thích, anh ta là một huấn luyện viên chuyên thích hướng những tuyển thủ của mình tới một lối chơi chậm và chắc và xây dựng lợi thế từ từ. Cũng như là một cái mùa giải mà bên phía của Đá Muôn Kia cũng đã có được một người chơi nhân sự đứng trên, nó ổn định hơn, nó chính là Noguri. Thì ngay khi Noguri trở về thì bạn đã thấy là đứng trên của bên phía DK đánh chắc hơn rất là nhiều rồi. Không còn giống như các mùa giải trước khi mà phải lắp những người chơi đứng trên xoay tua như kiểu là Hoya hay Budon. Và rõ ràng là khi Noguri trở lại trong cái meta hiện tại thì những vị tướng anh ta đang sở hữu, anh ta đánh quá tròn vai thì anh ta đánh quá ổn đi. Những con gangplank của anh ta đánh chậm chắc đầu trận và đến giữa teamfight thì anh ta thể hiện cái khả năng xử lý giao tranh nó cực kỳ khủng khiếp. Và bên phía của DK thì khi mà Cannon có thêm một cánh trên khỏe đến như vậy thì Showmaker cũng đang có thể hướng tới một lối chơi tác động sai đường cánh và hỗ trợ cho đồng đội. Và Đốc Đam với Kelling thì vẫn đang cảm giác như họ vẫn là một đường dưới cực kỳ ổn ở tại LCK tính tới thời điểm hiện tại. Chúng ta hãy nói một chút về hai cái kèo đấu ở BO3 mà DK họ chiến thắng 2-0. Đầu tiên là với Frebion, thì thực sự đây là một kèo đấu mà đúng là một đội phòng ngự gặp một đội mà không thích đánh nhau. Chúng ta có một trận đấu rất là dài. Đến rồi cái game đấu thứ hai của Đá Muôn Kia họ cũng kết thúc với tỷ số 2-0 nhưng mà theo một cái chiều hướng mà nó khác hơn rất là nhiều. Thực sự là khi mà Đá Muôn Kia, một đội thích đánh thủ gặp một đội thích đánh công, đó là Lissabok. Khi mà Lissabok họ vội vàng trong những tình huống mà họ muốn là người áp đặt trận đấu và họ muốn là người chủ động, thì DK phản pháo với những tình huống phản công phải nói thực sự rất là sắc bén và khiến cho Lissabok không biết được làm một lần. Và mỗi khi mà DK họ tăng tốc lên thì có cảm giác là Lissabok không thở được. Thì đây rõ ràng là một DK rất khó lường, thực sự là rất khó lường. Họ biết cách để có thể làm như thế nào đó phòng ngự và họ biết cách làm như thế nào đó để khai thác những cái sai lầm của đối phương một cách rất là triệt để. Thì đây thực sự là một Đá Muôn Kia rất rất khác so với họ ở thời điểm 2020 hay 2021. 2020, 2021 chúng ta vẫn nói với nhau rằng DK là đội thích áp đặt trận đấu, thích làm đội chủ động. Và họ luôn làm được điều đó với một những cái cá nhân đi đường rất là mạnh. Ghost Barrel không phải thực sự là một cái cặp đôi quá áp đảo khu đường dưới, nhưng cái khả năng đi đường của họ luôn ở mức ổn. Showmaker và Nuri ở 2020 hay thậm chí là Khan ở 2021 vẫn là những con quái vật đi đường. Còn Kanyan thì chúng ta đã khen quá nhiều rồi, tôi chắc là cũng không cần phải khen nữa. Thì 2022 là đúng là một tập thể Đá Muôn Kia rất rất khác. Thì chúng ta hãy không biết là Tùng có xem trận với lại Lissabok không nhỉ? Không biết là Tùng có cảm nhận như thế nào về cái kiểu phản công mà cái cách chơi lúc nhanh lúc chậm rất là khó đoán đấy từ DK như vậy. Họ thực sự là một tập thể đang có tính gắn kết cao. Nhìn vào những tình huống giao tranh của họ thấy là trên cơ hoàn toàn so với Lissabok rồi. Lissabok rất là muốn đánh sớm, nhưng mà các bạn hãy nhìn cái cách mà phía DK đánh thủ. Họ đánh có thể dùng Twitter Fate không tác động sang hai đường cánh nhiều đầu trận, mà dùng Twitter Fate để kiểm soát các pha giao tranh, dùng Twitter Fate để có thể kiểm soát khâu đẩy lẻ và hướng tới những tình huống giao tranh tổng. Và khi mà bước vào những tình huống giao tranh tổng, khi mà Lissabok không tạo được sự khác biệt dọn đi đường quá lớn so với phía của DK, tức là kể cả là những đội hình mạnh đầu trận mà Lissabok sở hữu, họ cũng chỉ dẫn trước được khoảng chừng 1.000 tiền cho đến một lượng tiền nhỏ hơn ở khâu đi đường so với bên phía của Đá Muôn Kia, thì cái sự khác biệt về mặt chất tướng, cái sự khác biệt về trình độ giao tranh tổng của cả hai đội tuyển nó sẽ phản ánh lên ngay lập tức ở dạng giữa trận. Và các bạn có thể thấy là giữa trận thì khi những pha giao tranh diễn ra thì DK hoàn toàn áp đảo bên phía Lissabok và khiến cho Lissabok ngậm ngùi để thua 0-2 trong một ngày mà tôi tưởng ván đấu sẽ kéo dài, nhưng thực ra không phải. Vẫn là những ván đấu bên phía của Lissabok bức tốc không nổi, bị bên phía của DK phản pháo và sau đó thì họ để thua rất chóng vánh ngay sau đó
với những mục tiêu lớn từ bên phía của DK kiểm soát. Thì với lối chơi hiện tại của DK, tôi nghĩ rằng họ đang có một cái lối chơi rất chắc và rất khó để có thể có một đội tuyển nào đó có thể vượt qua được họ dọn đi đường với một khoảng cách đủ lớn để có thể snowball họ một cách dễ dàng, mà thay vào đó bắt buộc phải dùng cái khả năng giao tranh tổng thắng bên phía của DK để có thể phân định thắng bại với họ. Thì điều đó không phải là dễ đối với bất kỳ đội tuyển nào tại FCK khi mà DK đang có một phong độ ổn và một cái tập thể có tính gắn kết cao đến như vậy. Tôi đồng ý khi mà chúng ta vẫn nói là DK đánh chậm nhưng mà kết thúc vào đấu nhanh. Đó là một DK rất khó đoán và cực kỳ khó lường ở thời điểm hiện tại của FCK. Và tuần thi đấu thứ hai là một tuần thi đấu mà tôi nghĩ rằng là sẽ là một tuần thử lửa dành cho Dragon Kia khi mà họ sẽ phải chạm mặt trực tiếp hai đối thủ chính của mình, đó là Gen Z Esports ở ngay ngày thi đấu đầu tiên, ở ngay trận thi đấu đầu tiên luôn. Còn trận 2 của DK ở trong tuần 2 sẽ phải gặp chạm mặt C1. Thì không biết là ông nào xếp lịch cho DK. Cảm giác là một đúng là một cái lịch thi đấu địa ngục dành cho Dabon Kiel. Đây thực sự là những cái bài thử lửa dành cho huấn luyện viên Danny cũng như là những người học trò của mình. Thì trận đấu với Gen Z Esports thì tôi nghĩ rằng là sẽ là một trận đấu rất là cân bằng. Chúng ta ở mùa xuân chúng ta thấy được rằng là kể cả BO3 hay là BO5 thì Gen Z và DK đều kéo nhau tới những cái ván đấu cuối cùng, và trận đấu được đẩy lên rất là nhiều những cái cao trào như ở ván đấu thứ 5 của kèo đối đầu bán kết đó. Cây nền Ao Jungle hoàn toàn ở trong giai đoạn đầu trước Peanut, nhưng để rồi cái line up của Gen Z Sport họ phòng ngự rất là chặt chẽ và họ vẫn có được cho mình những ngưỡng sức mạnh tới từ Ari của Chovy, đặc biệt là con Saya trong tay của Dula và lật kèo thành công. Đó là một ván đấu phải nói là kinh điển của LCK mùa xuân 2022 cũng như là LCK trong những năm trở lại đây. Thì không biết dự đoán của Văn Tùng như thế nào về kèo đầu này nhỉ? Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một chiến thắng dành cho bên phía của Dragon Kia. Với phong độ của Showmaker đã có phần nào đó là comeback hơn một chút so với mùa xuân, rồi thêm cả sự xuất hiện của Tenuguri, thì tôi nghĩ rằng họ sẽ có thể tạo một sự khác biệt lớn so với phía của Gen Z. Và Gen Z thì tôi nghĩ rằng vẫn sẽ cần đến đôi vai của Chovy nếu như muốn có được chiến thắng ở trong cái thi đấu hôm đó. Và cá nhân tôi dự đoán thì chiến thắng nó có thể là 2-0 hoặc là 2-1 cho bên phía của DK. Cá nhân tôi thì có cảm nhận khác một chút với Văn Tùng. DK thực sự là một đội rất mạnh ở thời điểm hiện tại. Lối chơi chúng ta đã nói với nhau là phòng ngự chặt, phản công nhanh. Nhưng Gen Z Esports là bậc thầy phòng ngự. Và tôi vẫn có cảm nhận rằng là Gen Z hiện tại đang là một tập thể tương đối là hoàn hảo ở trong cái cách vận hành đội hình của mình. Và họ sẽ biết cách để có thể đả bại Dabon Kia. Tất nhiên kèo đối đầu này nó vẫn sẽ là 3 ván. Và dự đoán của tôi thì hơi ngược một chút với Văn Tùng, với chiến thắng 2-1 dành cho Gen Z Esports. Thì có những cái sự trái chiều đến từ tôi và Văn Tùng rồi, may quá. Tưởng là hai anh em cùng chung quan điểm với nhau thì nó lại hơi nhạt một tí. Thôi gọi chúng ta hãy dẹp qua một chút với chiến thuật của Dabon Kia và lối chơi rất là khó chịu ở tấm ảnh thứ 3 của FCK Holic số này, và chúng ta hãy cùng đến với một trong những điểm nhấn ở trong tuần thi đấu thứ nhất vừa rồi, với ba cái giáp thiên thần của T1 và pha đổ bóng, pha bản năng sát thủ định mệnh tới từ Aiming, pha đờ ra vu của anh ta ở mùa xuân 2022. Đến mùa hè 2022 anh ta vẫn làm như vậy với chất tướng Kai'Sa. Không biết cảm nghĩ của Văn Tùng như thế nào với tình huống này nhỉ? Thực sự đây là một tình huống xử lý khá lỗi đến từ người chơi xạ thủ của bên phía KT Roster. Anh ta có một quyết định lựa chọn vị trí không thực sự hợp lý trong tình huống giao tranh vừa rồi để có thể bắt vào tuyến sau bên phía của T1 trong bối cảnh đối phương vẫn còn hai carry còn nguyên tất cả. Anh ta băng vào và đọ carry với hai chủ lực bên phía T1 trong bối cảnh này anh ta cũng không có giáp thiên thần. Và để rồi khi anh ta nằm xuống thì đội hình KT hết sát thương và họ bị nhanh chóng đẩy thua giao tranh. Sau đó thì thua luôn cả ván đấu, thua luôn cả cặp trận vừa rồi với một tình huống mà bị phía T1 lội ngược dòng. Thì đó có lẽ là một khoảnh khắc tương đối đáng tiếc dành cho bên phía của Aiming khi anh ta nhìn lại. Và đó cũng là một cái cặp trận mà tôi nghĩ là bên phía của T1 cũng đã có được những cái tình huống xử lý teamfight khá tốt ở cuối trận để họ có thể có được chiến thắng chung cuộc. Chứ cặp trận đó là cặp trận mà tôi nghĩ là T1 đã ở một ngày thi đấu mà phong độ họ không tốt. Chúng ta hãy nói một chút về cái tình huống này trước đi. Khi mà Aiming anh ta có một pha bản năng sát thủ và vào thẳng hai chủ lực bên phía của T1. Trong cái khoảng thời gian đó thì anh ta có giáp thiên thần. Nhưng ở bên phía bên kia thì Saya và Koki trong tay của Faker cũng vừa hồi lại cho mình giáp thiên thần. Bên cạnh đó là Koki anh ta còn sở hữu cả Trigan Mamotius nữa. Cái cơ sở để cho Aiming anh ta có thể nhất kích tất sát một trong hai xạ thủ bên phía của T1 gần như là không thể. Và anh ta sai lầm trong tình huống chọn vị trí đó và khiến cho KT tan vỡ hoàn toàn. Mà KT thì phụ thuộc rất là nhiều vào sát thương đến từ Aiming. Và cái lúc đó thì Aria với con Ari nó đã hết chiêu rồi. Anh ta đã sử dụng 3 lần phi hồ để gây sức ép vào Guma Yoshi để ép thanh tẩy của Guma. Thực sự thì đó là một cái cú deja vu và khiến chúng ta liên tưởng đến cái pha Kai'Sa của chính Aiming ở mùa xuân 2022, khi mà cái lúc đó hình như tôi nhớ không lầm là con Kai'Sa AP thì phải. Và ta nhấn cái cú chiêu cuối vào thẳng Faker và
rất là đáng tiếc cho anh Minh khi mà cả hai tình huống xử lý của anh ta thì đều khiến cho đội của anh ta gặp những cái thất bại, mặc dù là KT ở ngày thi đấu hôm qua đã đánh rất hay rồi. Thực sự KT đó là một KT rất khác luôn, họ đánh rất là nhanh và cực kỳ chủ động cho giai đoạn đầu, và cái khả năng tấn công của Kurt nó đem lại rất là nhiều ưu thế dành cho KT ở trong cái đoạn early game, nhưng để rồi sau đó thì họ throw đi một cách quá triệt để với những cái tình huống xử lý như vậy đến từ anh Minh. Thì nhưng mà nói qua một chút về KT như vậy, nhưng mà chúng ta cũng phải kể tới T1 với cái phong độ bất ổn của họ ở thời điểm hiện tại. Có rất là nhiều những cái thứ mà chúng ta cần phải bóc tách và mổ xẻ ra với cái phong độ hiện tại của T1, với những cái lỗi mà họ thể hiện ra ở trong hai cái trận đấu đầu tiên. Thì không biết là Văn Tùng cảm thấy như thế nào với cái phong độ hiện tại và với những cái lỗi mà T1 đang sở hữu? Tôi cảm giác như phong độ hiện tại của T1 đang không tốt. Chắc là chỉ có đường trên của họ là Zerg đang là người có khả năng xử lý tốt nhất thôi. Kể cả là như vậy thì ngày hôm qua anh ta cũng phạm phải rất là nhiều sai lầm và để trực cớt ganh tới 4 lần liên tục và chết 4 mạng chay luôn. Thì thứ nhất là meta đã không thực sự ủng hộ T1 với lối chơi như vậy. Họ là một đội tuyển thích đánh sớm, thích dùng kỹ năng cá nhân đi đường để có thể tạo sự khác biệt. Nhưng các bạn thấy là Guma đang bị đẩy vào những chất tướng mà anh ta không thể nào tạo ra sự khác biệt đi đường được nữa. Những chất tướng như Zing bây giờ đã không còn được khả năng đẩy đường như trước đây hay là PK sớm như trước đây nữa. Những vị tướng như Saiya, Kai'Sa hay Ezreal đều không phải là những vị tướng mạnh trong việc tìm kiếm các duo kill và đẩy đường sớm để mà ăn giáp trụ nữa. Thì cái chiến thuật hiện tại của T1 đang bị gặp nhiều bất trắc trong việc đánh sớm, thì họ bắt buộc phải đánh về cuối ván đấu. Nó sẽ là những con bài đánh về giao tranh tổng như là Cocky cho Faker, Azir cho Faker, hay là những đường trên như kiểu là Gangplank, Na dành cho Zeus. Rồi đường dưới sẽ phải là những cặp đôi như là Senna, Tahm'Kench hay là những vị tướng xạ thủ như Ezreal, Saiya. Thì đó đều là những vị tướng mà không phải là những vị tướng thuận tay nhất của T1 ở tại FCK. Nó đều là những vị tướng khó đánh tấn công ra đầu trận và bắt buộc phải đánh về giữa ở cuối ván đấu. Thì có cảm giác như bên phía của T1, nếu như so với DK và so với Gen.G thì khả năng đánh về giữa ở cuối ván đấu của họ có lẽ không thua nhiều, nhưng mà vẫn không thể nào gọi là nhỉnh hơn được. Và trong hai trận đấu vừa rồi thôi, họ đã thể hiện rất là nhiều lỗi và thậm chí có những ván đấu mà có từng cảm giác là họ có thể thua. Nhưng mà cuối cùng thì họ vẫn có thể có được chiến thắng cuối cùng ở trong tuần thi đấu đầu tiên. Tôi nghĩ rằng nó cũng là một lịch thi đấu nhẹ của họ ở tuần đầu. Nhưng sau tuần 2 khi mà đã phải đụng độ cùng với DK hay những tuần sau cũng vậy, thì có lẽ họ sẽ cần phải cải thiện rất là nhiều về mặt phong độ tại thời điểm này để có thể phần nào đó thích ứng với meta, hay là phần nào đó có thể cạnh tranh được với các đội tuyển lớn khác. Tao đồng ý với ý kiến của Văn Tùng khi mà có cảm giác là T1 họ có mắc quá nhiều lỗi. Chúng ta vẫn nói với nhau rằng ở mùa xuân 2022, thậm chí là cả MSI vừa rồi, thì T1 họ vẫn là đội có những cái 15 phút ban đầu và 20 phút ban đầu rất là vượt trội so với lại đối phương. Nhưng điều đó không được diễn ra, đặc biệt là trong kèo đấu đầu với KT roster. KT họ tạo ra rất nhiều áp lực và đem lại rất nhiều ưu thế dành cho chính bản thân đội của họ trong giai đoạn early game với khả năng tấn công của Kurt. Và nó khiến cho T1 gặp rất là nhiều vấn đề, họ không còn thắng ở early nữa. Và khiến cho thực sự là cái khả năng mà cái khả năng lăn cầu tuyết của T1 nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và họ cũng mắc rất là nhiều lỗi trong cái việc lăn cầu tuyết ở những cái ban đấu mà họ, kể cả là họ có dẫn trước đối phương đi chăng nữa. Thì thực sự đây là một cái meta mà đúng như Tùng nói, nó không ủng hộ cho T1 và cần phải có những cái sự cải thiện ngay lập tức. Để T1 họ, mục tiêu chắc chắn của mùa hè của họ sẽ vẫn là bảo vệ ngôi vô địch mà thôi. Nhưng mà để họ bảo vệ ngôi vô địch với những Gen Z Esports đang hoàn thiện đội hình, hay thậm chí là đang mua Kia như chúng ta nói, với lối chơi cực kỳ khó chịu, là tương đối khó khăn. Tối điều thứ hai thì T1 có một trở ngại tương đối là đáng kể, đó là Double Kia như Tùng vừa nói. Thì không biết là Văn Tùng đánh giá như thế nào về kèo đấu này, với lại dự đoán của Văn Tùng như thế nào với trận đấu giữa T1 và DK? Tôi nghĩ rằng đó có thể sẽ là một cặp trận đánh rất chậm đến từ cả hai bên. Tức là với kỹ năng đi đường đến từ cả hai, tôi nghĩ rằng một trong hai sẽ không có đủ khả năng để đánh tấn công sớm và tìm kiếm lợi thế đi đường để snowball trước đối phương. Thay vào đó, cả hai sẽ cố gắng đánh nhau với các cái mục tiêu như là rồng hay là sứ giả. Rồi sau đó thì đến giữa trận họ cũng vẫn sẽ đánh xoay các mục tiêu như vậy để có thể phân định thắng bại. Thì nếu như xét riêng về khả năng giao tranh tổng hay macro, thì tôi nghĩ là cả hai sẽ là hai đội khá tương đồng nhau. Về tính gắn kết thì có vẻ T1 sẽ gắn kết cao hơn một chút. Và tôi nghĩ rằng đó sẽ là chiến thắng về phía của T1 với tỷ số là 2-1. Mặc dù nếu xét về phong độ hiện tại, T1 phong độ thấp, DK thì phong độ rất cao. Phong độ của cả hai thực sự đang là cái điều mà chúng ta cần phải đề cập đến. Vì tập thể của DK đang có được sự ổn định cao, trong đó T1 thì đang phạm phải quá nhiều sai lầm. Nhưng mà cái nội tại của T1 thì lại là mỗi lần đánh với các đội tuyển lớn thì họ lại có được những cái sự hạn chế sai lầm giống như những trận đấu nhỏ. Và tôi có cảm giác như các đội tuyển đánh với T1 thì họ đánh cực kỳ hay. Cụ thể những đội như là KT hay Nông Si mà tuần thi đầu tiên khi đánh với T1, họ cảm giác đánh đúng kiểu 200% công lực vậy. Và tôi tin rằng T1 khi mà đối đầu với các đội tuyển lớn thì họ cũng biết cách để có thể điều tiết cái nhịp độ thi đấu sao cho hợp lý, và họ có cái sự tự tin rất là cao khi đánh với các đội tuyển lớn. Tôi nghĩ rằng họ vẫn sẽ có được chiến thắng.
Với trận T1 DK thì tôi lại có chung quan điểm với Văn Tùng là đây sẽ là một trận đấu không thể có được một cái diễn tiến nó quá nhanh ở trong giai đoạn ban đầu, đặc biệt là ván đấu đầu tiên. Cái ván đấu đầu tiên sẽ là một ván đấu rất là ít điểm hạ gục ở trong khoảng gian early game. Vì chúng ta sẽ có phải có một cái ván đấu mà tới khoảng 20-25 phút thì mới có được chiến công đầu cơ. Với một cái lối chơi kín kẽ của Dambunkia như các bạn thấy, lối chơi phòng ngự cực kỳ là họ chắc chắn là sẽ không muốn đánh nhau sớm với T1. T1 thì họ cũng rất là muốn khai thác những cái tình huống giao tranh hay là những tình huống mà ganking sớm của Honor. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì bản thân Honor cũng không phải là một cái người chơi đang có phong độ đi rừng mà có một cái khả năng tấn công sớm và gank một cách nó xuất sắc. Cho nên là tôi nghĩ đây sẽ là một cái trận đấu mà chúng ta sẽ có ít điểm hạ gục ở ván đấu đầu tiên. Nhưng đây cũng sẽ là một cái kèo đấu rất là căng thẳng và ván 3 sẽ được có giữa T1 và DK ở trong ngày thi đấu đó với tỷ số 2-1 dành cho bên phía của T1 sẽ là dự đoán cá nhân của tôi. Có vẻ như hai anh em khá là đồng thuận, khác với lại trận Gen Z và DK. Nhưng mà cũng đúng thôi, bởi vì dù sao thì T1 mặc dù là chúng ta đang đặt rất là nhiều dấu hỏi cho những phong độ của họ, nhưng họ vẫn đang là đương kim vô địch và vẫn đang là ứng viên số 1 cho vô địch, thì hy vọng rằng là T1 họ sẽ cải thiện được những cái sai lầm ở tuần 1 để có thể cải thiện hơn về mặt phong độ ở tuần thứ 2. Và đó cũng là những diễn biến cuối cùng của LCK Holic số đầu tiên. Rất cảm ơn quý vị bạn đã quan tâm theo dõi số đầu tiên của Holic và hy vọng các bạn để lại thêm một lượt like và subscribe cho kênh YouTube của LCK tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại ở tuần thi đấu thứ 2 của LCK mùa hè 2022.